Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Một nghiên cứu mới cho thấy thử máu có thể dò ra ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 97%. Thông tin thêm về hai bé gái trên xa lộ 405 miền Nam California, người mẹ chết vì tai nạn ở BCH, người cha chết ở Woodland Hills. Tin từ Nevada, luật sư nổ súng tại văn phòng luật ở Las Vegas, bắn chết hai người rồi tự sát. Bắt ba kẻ chuyên trộm cắp những tin tức thẻ mua thực phẩm EBT ở miền Bắc California. Hiệp hội Thể thao Liên trường Quốc gia Hoa Kỳ cấm các lực sĩ chuyển giới tham gia thi đấu các môn thể thao nữ ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa tại Wisconsin bày tỏ nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 khi cho rằng những người ở viện dưỡng lão đang cận kề cái chết nên không thể minh mẫn để bỏ phiếu. Tin từ New York, thẩm phán Libes Gonzalez từ chối đơn của cựu tổng thống Donald Trump xin đổi tòa, vẫn phải ra tòa vào ngày 15 tháng 4 ở Manhattan. Tin từ Georgia, biện lý quần Fulton Fennel Willis xin tòa kháng án bác bỏ đơn của cựu tổng thống Donald Trump đòi loại bà và văn phòng biện lý quận Fulton. Ngoại trưởng Anh gặp cựu tổng thống Donald Trump ở Florida trước chuyến đi tới thủ đô Washington. Tin tức về giá vàng mới nhất của ngày hôm nay. Hãng hàng không Spirit Airlines cho khoảng 260 phi công nghỉ việc tạm thời để tiết kiệm. Liên minh châu Âu nói rằng chiến tranh không còn xa vời ở châu Âu, phải chuẩn bị. Nga nói sẽ không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO Nga sẽ chiến thắng Ukraine trên chiến trường. Ukraine cho rằng 80% các cơ sở năng lượng truyền thống của Ukraine đã bị Nga tấn công. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông Mối văn giao giữa Nga và Trung Quốc đạt mức cao chưa từng có Tin Việt Nam AFP cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican đến Việt Nam Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, một nghiên cứu mới cho thấy thử máu có thể dò ra ung thư tuyến tụy, giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 97%. Các nhà nghiên cứu cho biết xét nghiệm này tìm kiếm 8 hạt RNA nhỏ và 8 dấu hiệu DNA lớn hơn do ung thư tuyến tụy thải ra cùng nhau tạo ra một dấu hiệu di truyền cho căn bệnh cancer này. Hiện nay rất khó để phát hiện ung thư tuyến tụy trước khi nó chuyển qua giai đoạn muộn tụy nằm sâu bên trong bụng và bệnh ung thư có các triệu chứng có thể nhầm lẫn với các bệnh khác nhà nghiên cứu cao cấp aj goel chủ tịch chẩn đoán phân tử và điều trị thử nghiệm tại trung tâm ung thư city of hope cho biết ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ác tính gây tử vong cao nhất phần lớn là do bệnh nhân chỉ được chẩn đoán sau khi ung thư đã bị lây lan một thử nghiệm trước đó về xét nghiệm máu này ở 95 bệnh nhân từ Hoa Kỳ và Nhật Bản cho thấy tỷ lệ phát hiện được là 98%. Thử nghiệm mới nhất này có sự tham gia của 523 người mắc bệnh ung thư tuyến tụy và 461 người khỏe mạnh đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đại Hàn và Trung Quốc. Thông tin thêm về hai bé gái trên xa lộ 405 miền Nam California, người mẹ chết vì tai nạn ở BCH, người cha chết ở Woodland Hills. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một em bé đã thiệt mạng vào ngày thứ Hai ngày 8 tháng 4 và một bé gái thì đang nằm bệnh viện trong một vụ án mạng kinh hoàng ở miền nam California mà cảnh sát đang điều tra. Đài KTLA cho biết, sáng sớm đầu tuần, cảnh sát đã nhìn thấy hai đứa trẻ trên xa lộ 405 đoạn chạy qua Culver City. Một bé khoảng 5 tới 6 tháng đã chết trong lòng đường. Còn một bé gái khoảng 9 tuổi thì bị thương bên lề đường xa lộ. Một lúc sau một chiếc xe hơi do một người phụ nữ lái đã gặp tai nạn ở Redondo Beach và người phụ nữ thiệt mạng. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy thi thể một người đàn ông cho là đã bị đâm chết ở một căn nhà tại Woodland Hills. Cảnh sát Los Angeles xem xét và kết hợp ba sự việc này có liên quan đến với nhau. Người đàn ông bị đâm chết sống cùng người bạn đời là người phụ nữ tông xe tiệt mạng và hai đứa trẻ là con gái của họ tại căn chung cư sang trọng Montecito Apartments ở số 6203 Vario Avenue, Woodland Hills. Hàng xóm thỉnh thoảng nghe hai người lớn khoảng độ tuổi 30 cãi cọ lớn tiếng nhưng không ngờ có thể xảy ra cớ sự. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, một người hàng xóm ở căn nhà kế bên kể với ký giả của KTLA rằng bà bước ra cửa thì thấy cửa nhà bên đang mở và có vết máu từ trong nhà ra tới cầu thang máy. Bà liền gọi cha mình và ông đã phát giác người đàn ông bên trong nhà bê vết máu, liền gọi 911. Người phụ nữ là bạn đời của ông đã chạy ra khỏi căn chung cư Woodland Hills từ sáng sớm mang theo hai đứa trẻ trong chiếc xe Porsche, ủi sập cổng nhà để xe. Sau đó, hai đứa trẻ được tìm thấy trên xa lộ 405, gần lối ra đường Howard Hills, khoảng 4 giờ rưỡi sáng. Đứa bé sơ sinh đã thiệt mạng khi cảnh sát đến nơi, giới chức thuộc cảnh sát tuần tiểu đường xa lộ California CHP cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai. Cô chị 9 tuổi thì bị thương và được đưa vào bệnh viện. Chiếc xe Porsche màu đen do người phụ nữ lái tới đường BCS gần đường Vincent Street và Redondo Beach thì đụng vào một cái cây vào khoảng 5 giờ sáng. Sở cứu quả của Redondo Beach đến nơi thì thấy người phụ nữ là tài xế của chiếc xe đã thiệt mạng. Cảnh sát đang điều tra cả ba vụ án mạng và tai nạn này. Tin từ Nevada, luật sư nổ súng tại văn phòng luật ở Las Vegas, bắn chết hai người rồi tự sát. Hai nạn nhân của vụ xả súng vào ngày thứ hai tại văn phòng luật ở Las Vegas, một luật sư, vợ anh và hai người vừa mới có con, đã bị một luật sư khác ở Las Vegas bắn chết. Vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng trên lầu 5 của công ty luật Prince Law trong quá trình lấy lời khai. Văn phòng luật to lạc bên trong 10801 West Charleston Boulevard gần với lại sòng bạc Red Rock. Các nguồn tin cho biết luật sư Dennis Prince, đại diện cho vợ là cô Ashley Prince trong phiên tòa xét xử liên quan tới chồng cũ của Ashley Prince. Các nguồn tin cho biết tay súng là cha chồng cũ của Ashley Prince. Joe Houston là luật sư đại diện cho con trai ông trong quá trình tố tụng. Hồ sơ cho thấy Dylan Houston đã đệ đơn ly hôn với Ashley Houston hồi năm 2021. Các nguồn tin cho biết, sau 10 giờ sáng, theo luật sư Joe Houston bị cáo buộc đã bắn hai vợ chồng Prince trước khi tự sát. Hồ sơ tòa án cho thấy hồ sơ vụ ly hôn của Ashley Prince và Dylan Houston đã được ghi danh vào hôm thứ Hai liên quan đến quyền nuôi con, phí luật sư và các chi phí khác. Bắt ba kẻ chuyên trộm cắp những tin tức thẻ mua thực phẩm EBT ở miền Bắc California. Ba người bị buộc tội ăn cắp hàng triệu đô la từ những người thụ hưởng EBT, còn gọi là food stamp và các gia đình có thu nhập thấp trên khắp tiểu bang California, chính quyền liên bang cho biết. Đó là một vụ án có sự tham gia của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ (USSS) và cảnh sát liên bang từ một quốc gia khác. Ba bị cáo, Patricia mươi 44 tuổi, Ionuk Sopila, 38 tuổi, và Virgil Tudarascu, 42 tuổi, cả ba sống tại Romania, bị buộc tội ăn cắp thông tin tài khoản chuyển tiền phúc lợi điện tử EBT và thực hiện việc rút tiền mặt gian lận tại các máy ATM bằng cách sử dụng thông tin EBT bị ăn cắp trước đó. Mosnigu và Sopila đã bị bắt vào chiều thứ ba tại Auckland to bị bắt vào thứ năm ở Oakland. cả ba đều bị đưa vào nhà tù Santa Rita và bị từ chối cho bảo lãnh. Chính quyền liên bang cáo buộc những người đàn ông này đều đến từ Romania, đã rút tiền mặt từ thẻ nhân bản, có những thông tin của thẻ ABT hợp pháp. Các nhà chức trách cho biết họ lấy được những thông tin của những người nhận ABT từ việc đọc lướt thẻ của họ tại các ATM hoặc các điểm bán hàng. Các cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra hành vi trộm cắp EBT trên khắp California, trong 14 tháng qua, bộ dịch vụ xã hội California đã xác định rằng khoảng 22,8 triệu đô la đã bị đánh cắp từ những người thụ hưởng thẻ EBT là nạn nhân từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 tại California, bao gồm cả quận phía bắc California. hầu hết số tiền bị đánh cắp được bằng cách rút tiền ATM trái phép. nạn nhân của chương trình này phần lớn là những gia đình có thu nhập thấp, những người có phụ thuộc và trợ cấp của EBT để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong gia đình. Đơn khiếu nại cáo buộc các bị cáo đã gian lận rút tiền mặt bằng các thẻ sao chép như debit cards, gift cards hoặc các thiết bị có giải từ đã được mã hóa thông tin từ thẻ EBT hợp pháp USSS đã dẫn đầu cuộc điều tra liên quan đến một số cơ quan thực thi pháp luật bao gồm Berkeley, Oakland, Pleasant Hills, Sở cảnh sát Richmond, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Alameda, Bộ an ninh nội địa và đơn vị điều tra đặc biệt của cơ quan dịch vụ nhân sinh San Francisco trong hơn 14 tháng và kết thúc vào tháng 3 năm 2024. USSS ở Bucharest và cảnh sát của quốc gia Romania cũng tham gia vào cuộc điều tra này. Những người đàn ông này sẽ ra tòa vào ngày thứ Tư và có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Trong thời gian qua, những người thừa hưởng EBT ở California sau khi vừa nhận được tiền thì họ đã ri ra và sử dụng lý số tiền đó để tránh cái việc mà bị ăn cắp. Thưa quý vị. Hy vọng là sau vụ bắt giữ này thì các uh, quý vị mà có được nhận tiền đó thì sẽ không bị mất mát nữa. Hiệp hội thể thao liên trường quốc gia Hoa Kỳ cấm các lực sĩ chuyển giới tham gia thi đấu các môn thể thao nữ. Hiệp hội thể thao liên trường quốc gia NAIA đã cấm toàn bộ phụ nữ chuyển giới tham gia thi đấu các môn thể thao dành cho nữ. Quyết định này cứng rắn hơn các cơ quan thể thao khác cho phép vận động viên chuyển giới tham gia thi đấu dựa trên mức độ testosterone theo Reuters. NAIA chủ yếu đại diện cho hầu hết các trường đại học nhỏ, không có sức ảnh hưởng như Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia NCAA, nhưng quyết định của tổ chức này vẫn có trọng lượng chính trị trong tình hình đang có nhiều tranh cãi về quyền của người chuyển giới ở Hoa Kỳ. Hiệp hội cho biết trong chính sách của mình, chỉ những sinh viên, vận động viên NAIA có giới tính sinh học là nữ mới được phép tham gia các môn thể thao dành cho nữ do NAIA tài trợ. Các lực sĩ nữ đã bắt đầu điều trị bằng hormone nam tính hóa (masculinizing hormone) có thể tham gia các buổi tập nội bộ, các buổi tập luyện và hoạt động nhóm, nhưng không được phép tham gia vào các cuộc thi thể thao bên ngoài do NAA tổ chức. Theo chính sách, thì bất cứ lực sĩ nào đủ điều kiện cũng có thể tham gia các môn thể thao dành cho nam. ESPN đưa tin, hội đồng chủ tịch hiệp hội đã biểu quyết với tỷ số là 20 trên 0. Colei Robinson, giám đốc tổ chức chiến dịch nhân quyền, một tổ chức bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBTQ, đã chỉ trích chính sách mới của NAIA là một quyết định hèn nhát, tạo điều kiện cho sự phân biệt đối xử. NAIA có 83.000 lực sĩ đến từ 250 trường, trong khi NCAA có hơn 500.000 lực sĩ đến từ 1.100 trường. Theo chính sách của NCAA, các lực sĩ chuyển giới phải trải qua quá trình điều trị ức chế testosterone tối thiểu là một năm và giữ mức testosterone dưới mức quy định vào các thời điểm kiểm tra khác nhau trong năm. Chính sách của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho phép các liên đoàn thể thao tự đặt ra các quy định riêng về những lực sĩ chuyển giới. Vào tháng trước, hơn 10 nữ vận động viên đã kiện NCAA vì cho phép người chuyển giới thi đấu cáo buộc chính sách cho phép người chuyển giới tham gia thi đấu đã vi phạm quyền công dân của họ theo tiêu đề chính luật liên bang cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong lĩnh vực giáo dục. Ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa tại Wisconsin bày tỏ nghi ngờ về kết quả bầu cử năm 2020 khi cho rằng những người ở viện dưỡng lão đang cận kề cái chết nên không thể minh mẫn để bỏ phiếu. Eric Holt đã đưa ra nhận xét về chương trình bảo thủ Guy Benson Show trong đoạn ghi âm mà Heartland Signal thu được khi ông được hỏi ông đứng ở đâu trước các thuyết âm mưu đang diễn ra của cựu tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp. Holt đã nói: "Tôi không dành thời gian để nói về năm 2020. Tôi có tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp không?" Không, nhưng có phải mọi thứ đã xảy ra trong cuộc bầu cử đó rất rắc rối không? Hoàn toàn có thể. Và tôi có thể chỉ ra chúng ngay tại Wisconsin. Chúng ta có các viện dưỡng lão, nơi cảnh sát trưởng Racine điều tra, nơi bạn có 100% phiếu bầu trong các viện dưỡng lão. Nếu bạn ở trong viện dưỡng lão, bạn chỉ có thể sống được cỡ 5-6 tháng. Hầu như không ai trong viện dưỡng lão có đủ sức để đi bỏ phiếu cựu tổng thống Trump và những người ủng hộ cựu tổng thống đã từng đưa ra những tuyên bố rằng phiếu bầu ở các vị những lão cao một cách đáng nghi ngờ. Điều này đã nhiều lần vạch trần. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ các viện dưỡng lão không nơi đâu có thể đạt được 100%. Tin từ New York, thẩm phán Lee Best Gonzalez từ chối đơn của cựu tổng thống Donald Trump xin đổi tòa, vẫn phải ra tòa vào ngày 15 tháng 4 ở Manhattan. Một thẩm phán tòa kháng án ở New York đã từ chối yêu cầu của cựu tổng thống Donald Trump xin hoãn phiên tòa hình sự trong việc chi tiền cho Stormy Daniel diễn ra vào thứ hai 15 tháng 4. Trong bối cảnh cựu tổng thống Trump xin chuyển vụ án ra khỏi Manhattan, thẩm phán đưa ra quyết định vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 4, một tuần trước khi chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu. Luật sư của cựu tổng thống Trump muốn hoãn phiên tòa để tranh luận về việc thay đổi địa điểm để chuyển phiên tòa ra khỏi Manhattan, nơi chủ yếu là cử tri của đảng Dân Chủ. Luật sư của cựu tổng thống Emil Bolf tuyên bố rằng cựu tổng thống với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa phải đối mặt với thành kiến thực sự ở Manhattan của đảng Dân Chủ, lập luận rằng do thiên vị chính trị, phiên tòa không thể tiến hành một cách công bằng. Thẩm phán Lisbeth Gonzalez đã từ chối về phiên tòa đã nhiều lần trì hoãn, lẽ ra là bắt đầu xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, nhưng đã trì hoãn vì bên phía cựu tổng thống Donald Trump đòi những hồ sơ từ Bộ Tư pháp. Thông tin thêm từ phiên tòa cho biết, tòa đã cho gọi Ronald Kraft, phụ tá của cựu tổng thống Donald Trump, và Madeleine Westerhout, cựu giám đốc điều hành của phòng bầu dục của cựu tổng thống ra làm chứng trong phiên tòa, theo ABC News. Ngoài ra, Deborah Terosov, cựu nhân viên bộ phận kế toán của Trump Organization, cũng như Jeffrey McConney, người kiểm soát một thời của tổ chức này, cùng với Michael Cohen sẽ ra làm chứng. Các nhân viên cũ của cựu tổng thống Donald Trump, David Pecker, cựu giám đốc điều hành của American Media Inc., có thể làm chứng, cũng như biên tập viên Dylan Howard của tờ báo National Enquirer. Tin từ Georgia, biện lý quận Fulton Fannie Willis xin tòa kháng án bác bỏ đơn của cựu tổng thống Donald Trump, đòi loại bà và văn phòng biện lý quận Fulton. Bà Fannie Willis đã xin tòa án Georgia giữ nguyên phán quyết ban đầu của thẩm phán tòa án cao cấp quận Fulton Scott McAfee cho phép bà tiếp tục tham gia vụ án hình sự nếu công tố viên hàng đầu của bà Nathan Way từ chức. Way đã từ chức chỉ vài tiếng sau khi McAfee phán quyết hồi tháng trước. Tòa kháng án đang xem xét yêu cầu của nhóm pháp lý cựu tổng thống Donald Trump và một số người khác bị buộc tội ở Georgia, xem xét và hủy bỏ quyết định trước đó của McAfee. Bà Willis trước tòa vào ngày thứ hai lý luận rằng tòa kháng án nên từ chối yêu cầu đó. Hồ sơ ghi vào ngày thứ hai, tòa sơ thẩm không có sai sót gì. Willis khẳng định một lần nữa rằng không có xung đột lợi ích và nói rằng những nhận xét của bà về việc chủng tộc đóng một vai trò trong việc chỉ trích văn phòng của bà không dẫn đến hành vi sai trái dẫn tới việc bị loại. Bà từng nói trong nhà thờ rằng bà bị kỳ thị, chống đối một phần vì bà là người gốc Phi Châu. Bây giờ thì tòa kháng án Georgia sẽ quyết định xem họ có muốn xem lại quyết định không loại bà Willis hay văn phòng của bà ấy hay không. Kháng cáo này không tạm dừng việc truy tố mà vẫn tiếp tục diễn ra trước khi xét xử, Cựu Tổng thống Donald Trump cũng muốn tòa kháng án Georgia xem xét lại việc thẩm phán McAfee từ chối đưa ra cáo trạng vào đầu tháng này. Với lý do cựu Tổng thống nói rằng những cố gắng thách thức bầu cử trong cuộc bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống được tù chính án thứ nhất bảo vệ. Ngoại trưởng Anh gặp cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida trước chuyến đi tới thủ đô Washington. Tờ báo The Telegraph đưa tin, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp cựu Tổng thống Donald Trump trước chuyến đi đến thủ đô Washington. Theo một quan chức Anh cho biết, hai người đã thảo luận về cuộc chiến hiện tại ở Ukraine và tình hình ở Trung Đông, đồng thời đề cập tới tương lai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ngoại trưởng Anh tuyên bố rằng, việc các bộ trưởng Anh gặp gỡ những người đứng đầu của phe đối lập trước cuộc bầu cử tổng thống là thông lệ tiêu chuẩn. Cuộc gặp diễn ra trước chuyến đi của Ngoại trưởng Cameron đến Washington, D.C., nơi ông sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Ukraine. Tin tức về giá vàng mới nhất của ngày hôm nay Giá vàng thế giới tăng mạnh lên trên 2.340 đô la một ounce. Vào đêm qua thì có lúc giá vàng lên mức kỷ lục là 2.354 đô la một ounce, nhưng sau đó đã giảm xuống. Trong tuần lễ trước, giá vàng tăng tới 70 đô la một ounce ở mức 2.330 đô la. Tháng 3 là tháng hoạt động tốt nhất của vàng trong suốt hơn 3 năm qua. Vàng trải qua một tháng tăng giá mạnh mẽ ở mức là 2.230 đô la một ounce, tăng tới gần 190 đô la một ounce từ mức 2.040 đô la cho một ounce của đầu tháng 3. Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh trong bối cảnh Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Kazakhstan và một số nước Đông Âu đã gia tăng mua vàng để dự trữ. Theo một báo cáo mới đây, Ngân hàng Trung Quốc đã mua vào kho dự trữ thêm 160.000 ounce vàng trong tháng 3. Hội đồng vàng thế giới cho biết, trong tháng 2, dự trữ vàng của các ngân hàng đã tăng lên 19 tấn, trong đó Ngân hàng Trung Quốc mua thêm 12 tấn. Dự báo về chiều hướng, các nhà chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới có thể tăng lên mức 2.400 đô la một ounce khi Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ bắt đầu hạ lãi suất. Hãng hàng không Spirit Airlines cho khoảng 260 phi công nghỉ việc tạm thời để tiết kiệm. Hãng hàng không Spirit Airlines cho biết vào ngày thứ Hai, họ đã đạt được thỏa thuận với Airbus để trì hoãn các đợt giao phi cơ từ quý 2 năm 2025 tới năm 2026 và dự định cho khoảng 260 phi công nghỉ việc tạm thời vì muốn hãng tiết kiệm tiền mặt. Hãng hàng không giá rẻ cho biết việc hoãn giao hàng theo lịch trình tới năm 2030 và 2031. Do việc trì hoãn cùng với nhiều vấn đề về chất lượng động cơ do nhà cung cấp Brush and Whitney sản xuất, Spirit sẽ cho phi công nghỉ phép có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Cổ phiếu của Spirit đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch sớm nhất của ngày hôm nay. Liên minh châu Âu nói rằng chiến tranh không còn xa vời ở châu Âu, phải chuẩn bị. Nga nói sẽ không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO Nga sẽ chiến thắng Ukraine trên chiến trường. Ukraine cho rằng 80% các cơ sở năng lượng truyền thống của Ukraine đã bị Nga tấn công. Đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell đã cảnh báo vào ngày thứ Ba rằng chiến tranh đang rình rập và việc xảy ra chiến tranh với cường độ cao ở châu Âu không còn là điều viễn vông. Ông nhấn mạnh Liên minh châu Âu cần an ninh và quốc phòng chung, đồng thời khẳng định đây sẽ là bước tiếp theo của dự án châu Âu. Boro nói rằng cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc, xung đột với cường độ cao giữa các quốc gia, vũ khí hóa, sự phụ thuộc kinh tế, chiến tranh mạng và tin tức sai lệch là một phần thực tế của chúng ta. Ông nói thêm rằng Liên minh châu Âu không còn có thể dựa vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nữa, đề cập đến việc cựu Tổng thống Trump có thể sẽ là người quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Trong khi ông khẳng định NATO sẽ vẫn hoàn toàn không thể thay thế trong tương lai, ông cũng cảnh báo cái dù của Hoa Kỳ có thể không phải lúc nào cũng mở để bảo vệ Liên minh châu Âu. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Anatoly Antonov vào hôm thứ ba nhấn mạnh rằng việc ukraine trở thành quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato là không thể chấp nhận được theo tass đưa tin antonov nói việc ukraine gia nhập nato là không thể chấp nhận được đối với chúng ta trong bất cứ trường hợp nào đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia của nga đồng thời cho biết thêm rằng người mỹ đã làm ngơ trước việc nga kiên quyết từ chối tư cách thành viên nato của ukraine Antonov tuyên bố rằng việc Hoa Kỳ nhất quyết yêu cầu NATO bổ sung Ukraine vào danh sách của mình chứng tỏ sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của chúng tôi là chiến thắng vô điều kiện với lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko vào ngày thứ Hai cho biết gần 80% các trung tâm năng lượng truyền thống của Ukraine đã bị Nga tấn công gần đây, có tới 80% sản lượng nhiệt điện đã bị tấn công, hơn một nửa sản lượng thủy điện và một số lượng lớn các trạm biến áp. Trước đó trong ngày, một phi cơ không người lái Kamikaze đã bị bắn hạ ở khu vực năng lượng nguyên tử Zaporizhia, nơi cũng là tâm điểm của các cuộc tấn công mà Nga và Ukraine đang đổ lỗi cho nhau. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Israel vào ngày thứ ba tuyên bố thiết lập các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế xuất cảng qua Israel gần đây. Erdogan một lần nữa hy sinh lợi ích kinh tế của người dân Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ cho Hamas. Tôi đã ra lệnh chuẩn bị một danh sách khác các sản phẩm mà Israel sẽ ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ xuất cản. Trước đó, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế xuất cản đối với Israel cho tới khi lệnh ngừng bắn được thực thi ở Gaza. Đại diện từ Đức nhấn mạnh trước tòa án công lý quốc tế ICJ ở The Hague vào hôm thứ ba rằng an ninh của Israel là vô cùng quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Đức. Tổng giám đốc pháp lý Tanya von Ursula Kleisen cho biết trong một phiên điều trần, lịch sử của chúng tôi là lý do tại sao an ninh của Israel là quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đức trách nhiệm của chúng tôi đối với Holocaust, hướng dẫn sự giúp đỡ của chúng tôi đối với Israel. Theo hồ sơ tòa, Nicaragua đã kháng cáo lên ICJ vào tháng 3, cáo buộc Đức tạo điều kiện cho hoạt động diệt chủng bằng cách tài trợ cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và các ngân sách cho các cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hiệp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở cận đông là UNRWA tổ chức quan sát nhân quyền hrw vào ngày thứ ba kêu gọi các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt và ngưng chuyển giao vũ khí cho israel nhằm gây áp lực buộc israel cho phép có được viện trợ nhân đạo ở giải gaza omar shakir giám đốc của hrw khu vực israel và các vùng lãnh thổ palestine tuyên bố việc chính phủ israel sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh đã gây tử vong cho trẻ em ở gaza HRW nhấn mạnh rằng các biến chứng vì nạn đói đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng ở Gaza, với số lượng trẻ em và người mẹ đang cho con bú bị suy dinh dưỡng và mất nước đã ngày càng gia tăng. Mối văn giao giữa Nga và Trung Quốc đạt mức cao chưa từng có. Trung Quốc và Nga đồng ý gia tăng cộng tác chống khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu tại một địa điểm ở Nga vào tháng trước. Theo cuộc gặp gỡ giữa những nhà ngoại giao hàng đầu của hai quốc gia diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày thứ Ba ngày 9 tháng 4, tờ báo Nikkei Asia đưa tin trong cuộc tiếp đó Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mô tả mối ban giao là vững vàng nhảy bén và sâu sắc, theo thông báo của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng hai quốc gia ưu tiên cộng tác trong khuôn khổ chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong mối quan hệ ngoại giao, Ông Lavrov đề cao về vấn đề khủng bố, cho biết cộng tác hai bên sẽ bao gồm các cố gắng dưới khuôn khổ của nhiều tổ chức. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, chuyến thăm hai ngày của ông Lavrov bắt đầu từ thứ hai ngày 8 tháng 4 diễn ra chưa đầy ba tuần sau vụ tấn công khiến hơn 140 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương do các tay súng tại nhà hát Krokus City Hall ở Moscow sau vụ việc một chi nhánh của tổ chức nhà nước hồi giáo is đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong khi điện kremlin tìm cách đổ lỗi cho ukraine tuy nhiên tổng thống ukraine zelensky đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc này trung quốc và nga là hai thành viên chủ chốt của tổ chức hợp tác thượng hải sco do bắc kinh dẫn dắt vừa đồng ý gia tăng chống khủng bố ly khai và cực đoan sco hiện đang sở hữu thỏa thuận chung nhằm đối phó với các vấn đề an ninh nêu trên ấn độ quốc gia đảm nhiệm chức trách là chủ tịch luân phiên của SCO, đã tổ chức cuộc họp tập trận chung chống khủng bố vào tháng 12 năm ngoái, hướng đến mục tiêu xác định và kiểm soát việc lạm dụng Internet cho mục đích có hại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với ký giả ở Nga và Trung Quốc sẽ cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán về an ninh trên toàn khu vực. Á và Âu, bên cạnh đó, cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Trong chuyến thăm này, bà Yulin đã đưa ra lời cảnh báo về việc Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Vào ngày mai ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một buổi gặp gỡ với cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu thuộc quốc dân đảng đối lập có quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh trên hòn đảo tự trị này. Tin Việt Nam, AFP cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican đến Việt Nam Bộ trưởng Ngoại giao Vatican đã đến Việt Nam vào ngày thứ Ba với hy vọng xoa dịu mối ban giao căng thẳng giữa Việt Nam và Vatican, đồng thời mở đường cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francis. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher là quan chức cao cấp nhất đã đến thăm Việt Nam kể từ khi mối quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào cuối cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ năm 1975, khi Việt Nam trục xuất đại biểu tông tòa, Gần đây cả hai đã cố gắng khởi động lại mối ban giao và chuyến đi của Đức Tổng giám mục Gallagher bao gồm các chuyến thăm Hà Nội, Sài Gòn và Huế diễn ra sau khi một phái đoàn Việt Nam đến thăm Đức Giáo Hoàng hồi đầu năm nay. Việt Nam có khoảng 6 triệu người công giáo, khoảng 6% dân số. Nhà nước Việt Nam vào năm ngoái đã mời Đức Giáo Hoàng Francis đến thăm Việt Nam và Đức Tổng giám mục Gallagher đang ở Hà Nội để nói chuyện. Đức Tổng giám mục đã nói rằng giáo hoàng rất muốn đi nhưng chưa ấn định được ngày nào. Ông đã gặp Đức Tổng giám mục Bùi Thanh Sơn tại Việt Nam và sẽ gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024. Các nhóm nhân quyền cho rằng Việt Nam hạn chế quyền tự do tôn giáo và Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, cơ quan cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ do Quốc hội ủy nhiệm, đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đặc biệt quan tâm. Nó trích dẫn những vi phạm dai dẳng và dường như ngày càng nghiêm trọng đang diễn ra và có hệ thống của đất nước. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Mình nhờ quý đài giúp thông báo tìm người thân như sau. Tìm em họ tên Điều, Trước ở quận Tân Bình, gần trại Hoàng Hoa Thám là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa qua Mỹ theo diện HO định cư tại Texas. Lúc mới qua có thời gian làm trong trại lính Mỹ. Mình là Tuấn con bác Tiến muốn liên lạc với điều. Quý đồng hương thân hữu bạn bè biết tin xin thông báo cho Tuấn, số điện thoại là 929 444 3617 hoặc địa chỉ email đặng minh tuấn 1956 at gmail.com xin cảm ơn hồng loan và bỏ Lộc rất nhiều bỏ Lộc xin được nhắc lại tìm em họ tên Điều trước ở quận tân bình gần trại hoàng hoa thám là sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa sang mỹ diện ho định cư tại texas lúc mới qua có thời gian làm trong trại lính của mỹ mình là tuấn con bắc tiến muốn liên lạc với điều Quý đồng hương thân hữu, bạn bè nào biết tin, xin hãy thông báo với Tuấn qua số điện thoại 929 444 3617 hoặc email đặngminhtuấn 1956@gmail.com và Lộc và Hồng Loan. cái mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và email của Lộc và Loan để tìm người thân bạn bè. Xin quý vị hãy gửi email qua Hồng Loan Bảo Lộc gmail.com. Ơi. Đây, ngày hôm nay chị ngày hôm nay làm lo muốn cái làm gì cho nó vui vui buổi chiều ngày hôm nay đây <laughs> ngày nào mới lộc cũng hỏi con này <laughs> ngày nào lộc cũng muốn vui hết cái à, mỗi mà sau những cái bản tin mà căng thẳng quá thì mình phải có một cái giây phút gọi là thư giãn cho cái đầu óc mình nó xả cái stress đi để ừ. mình tiếp tục à, làm những công việc của mình trong ngày ừ. Ừ. những việc mà lợi ích đúng rồi ừ. à, hồi sáng thì quý vị khen bài thơ hình như của anh thanh sơn bài ừ. thơ về người vợ vui quá trời luôn mà thơ rất là hay luôn ha quá hay ha ừ anh có thời gian viết thêm thơ gửi cho lan lộc nữa nha <cười> <cười> à, hồng lan cũng mới nhận email của anh anh nói vui quá à, được lan lộc đọc cái bài thơ lên thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc <laughs> hạnh phúc nhất là bé ai không anh vợ của anh cái người mà được tặng bài thơ này là quá hạnh phúc luôn người mà anh kêu bằng bả đó bả đó mà hình như là những người khác cũng ảnh hưởng lây lay, lay. Ừ, khoái rồi giờ bả muốn gì đây bả làm gì đó bả hả à, muốn làm gì làm ổng muốn làm gì làm ủa tại sao gọi là ổng là bả à lọc theo lọc biết thôi bả có nghĩa là bà ấy mình gọi là bả ông ấy gọi là ổng nó nhanh đó thành chữ hành ống thành mã. Ừ. có phải là vậy như vậy không quý vị lọc lọc đoán vậy thôi ừ. nhưng mà ngày hôm nay lọc đố đi đoán rồi giờ đố hả đoán phải đố lọc đoán nhiều rồi giờ loan đoán phải không đúng rồi đâu phải đơn giản đâu loan đâu phải đơn giản mà khen chút xíu buổi sáng nào. giờ lệnh chảnh đâu loan <laughs> rồi đố gì đây đố là một bài toán bình thường nhà loan hãy làm ừ. bình thường của người vợ tưởng nói bà toán tử hay làm với con gái chứ. Không có, làm nó nhức đầu lắm. Nếu như tổng số lương của hai vợ chồng là 13.000. Lương của ông chồng thôi á là 10.000. Hỏi thu nhập hàng tháng của vợ là bao nhiêu? Đáp án 4 3 2 1. Khen... Không trả lời. Tại sao? <laughs> câu đố này là nhằm mục đích nói xấu vợ <laughs> cái gì nói xấu vợ cái này mình ta tính toán mà câu đố tính toán dễ dàng bia kêu con gái đọc ra nó cũng nói được tổng, tổng lương số lương tổng số lương hai vợ chồng là 13 ba ngàn ừ. mà riêng ông chồng làm thôi đó một tháng ông làm được 10 ngàn vậy hỏi thu nhập hàng tháng của vợ là bao nhiêu 4, 3, 2, một ren đã hết giờ trả lời Sợ sai, cho nên bắt ừ. buộc phải trả lời là Đã... 13 000 Tại sao? 13 ngàn. Thì lương chồng cũng là của vợ. Cái gì của chồng là của vợ? Chứ chồng muốn riêng rẻ hả? Bảo Lộc muốn riêng rẻ hay là Lộc muốn là của chồng của vợ chúng? Chính xác. <laughs> trả lời câu này mình mình đau lòng quá. Mình phải trả lời là chính xác thôi. <laughs> Khổ lắm quý vị. Thế nên 1 0. Tùy nơi nha, không phải nên lâu cũng vậy đâu nha. Ừ. Tôi khi ông chồng làm nhiều hơn cái 13.000 rồi đó. Ờ, ừ. à, chưa kể cái số mà giếm riêng. <laughs> giếm riêng á mà lâu lâu mà vợ mà móc ra được là là chồng ngậm bồ hòn làm ngọt không dám lên tiếng. Ủa, bồ hòn nó ngọt được không? <laughs> bồ hòn nó lạc nhất thôi. Ừ. Mà ngậm vô vẫn phải ngọt. Vậy hả? Cứ phải ngậm hoài đâu dám nhả ra người ta nói trái bồ hòn nó cứng lắm vâng nó cứng mà nó đặc nhất nữa không mùi gì gì hết mà ông chồng lỡ mà ngậm rồi vẫn đó sao ngọt quá cho nên ngậm hoài ở bên mỹ có bán cho đó không Nói <laughs> <laughs> chuyện chơi cho vui cho quý vị ok câu đó tặng loan đi tại vì câu đó thường xuyên những người phụ nữ ai cũng biết câu trả lời thôi tặng, tặng hết câu đố này căng thẳng nhất ừ. trả lời nhanh trong vòng 4 giây ghê vậy nha yeah, vậy nó mới hay tóc phụ nữ ở đâu quăng nhất bốn ba hai một ren tóc phụ nữ đâu quăng nhất hả đúng phụ nữ góc phi châu á hả phụ nữ góc phi châu tôi nói là tóc phụ nữ ở đâu quăng nhất bốn ba hai một ren muốn đánh lạc hướng tôi hả đánh lạc hướng cái gì <laughs> người phụ nữ góc phi châu là tóc quăng tự nhiên không cự uống à. Đúng. người ta nói là ở đâu quăng nhất thôi giờ nó không ngừng uống gì ở đi trong ở mỹ cũng nhiều ừ. mỹ cũng có nhiều chính xác chơi gài nhưng mà câu trả lời đúng nhất là những phụ nữ bước ra từ tiệm uống tóc quăng nhất ok ngày nay lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại